Đặt tên nó là cao. Thứ hai, table, mình làm table product đi, hai cái thôi, khỏi cần category cũng được. Sao đó, new table ID name drive in. Được rồi nha, ba cái rồi. Đặt tên là rồi đó, hai cái này nó không có liên hệ gì với nhau các bạn nha. Rồi đó, nhập một hai tài khoản gì để test thôi. Kiểu các bạn Quang admin password 1, Quang password 1 luôn, hai tài khoản rồi đất nhập hai cái rớt 1 giá 10 đồng, rồi đất 2 giá 15 đồng, rồi đất 11 giá 30 đồng. Được rồi, bây giờ xong rồi về tạo project các bạn. Admin tạo project nè, new project đúng không? Enterprise application net demo JPL. Yeah, vậy thôi, cái gì nhớ. Net init. Ủa, hai kiến rồi. Hãy
Ổn chưa? Rồi, quy trình bình thường, tích chuột phải. Quên. Quy trình của mình á, start server lên, start kết nối, tạo lại nè. Ai có sẽ hết tạo lại. Tại vì database vẫn cũ mà đúng không? Đã tạo lại cho quen các bạn. Bữa nay mấy lớp mình làm quá trời luôn mà còn thấy lòng vòng. 4, 6, này, 8, 9 người. Có điểm dành nha. Này, có xin tắt. Nghe nha. Cái bản thông báo này, cái bản mới hả, đó có chịu chuột ra là chính nha. Rồi vô trong cái JDBC Data Source Connection Pool nè, xóa thầy cái này, thầy đổi lại cái tên đó nha, hay thầy đổi lại cái tên đó. Mình yêu một cái chữ kết nối mới thì là đổi lại cái tên các bạn, T1 2005 cool JavaX Data Source Driver Class Name này nè, thấy thấy không, em phải chọn cái này nè, em chọn cái trên này đúng không, sai, em dùng bảng 8 của thầy vẫn dùng bảng 5, 5 là đó, bảng 8 là dưới. Driver phải ra driver 8 khi bảng 8 á, copy vô trong bảng 5 không à. Rồi nên lên chỗ này mới đúng nha. Drive drive data source class name nó xuất hiện, nó mà không xuất hiện là mình sai. Rồi in tăng thì bạn coi cho kỹ, ai mà chỗ này có SQL thì SQL address thì ghi vô, không có thì thôi, như thầy không có. User URL á thì local host ha, ai mà có in tăng á, xuyệt hai cái xuyệt in tăng nè, hai cái xuyệt chứ không phải một cái đâu nè, hai cái xuyệt in tăng, phải không có thì thôi, bỏ bọt vô 1433 data by name bây giờ T1 2005 M1. Rồi cái chuỗi URL này nè là cái mà tí nữa mình dùng NetBeans á, nó sẽ kéo về nó ra trên NetBeans cho mình, còn ai viết sai chỗ này thì tí nữa NetBeans nó sai sai vô sửa thôi, nhưng mà những cái gọi là thông tin còn lại á là thằng Pyara hay Lapsix dùng để kết nối password, nên cái này mấy cái này mà gõ sai là không kết nối được đâu. Local. Bây giờ rồi sau đó là init
Rồi, nói chung là vô là cái pool và pin nó là sẽ thịt thôi ha. Có đúng là pin sẽ thịt thôi. Rồi. Ok. Kéo qua cái JDBC resource, nêu một cái JDBC chữ T1 2005 full. Chưa? Rồi, xong cái này rồi đúng không? Lưu lại ok nè. Rồi, bây giờ về Netbin nè. Về Netbin á, đầu tiên là stop para. Để para lên là không có tạo được cái NDD, cái position nha, cái JPA nha, nên phải stop para. Rồi, qua đây là tích chuột phải chuột JB new NDT classy from database. Thấy không? Và chỗ này mình chọn cái kết nối của mình nè. À, load lên nè, headphone qua nè. Hai cái bảng này không có relationship nên nó có mờ với cái sáng gì hết đó nè. Rồi, net vn update entity. Sao nó nhỏ dữ vậy ta? Finish. Thì coi lại cái màn hình cho nó nhỏ xuống vậy thôi. Rồi nè. Tích chuột phải vô new session bin for entity classy. Add qua net local cái bắt kịp là SP. Rồi đến đây nè, thì trong cái account project nè, account project nè, mình đã viết cái hàm checkout nè, bắt chuột phải insert code add business method. Thôi thì phải khỏi chữ add business method thì nhiều bạn làm không được, thắc mắc đây, viết vậy nè các bạn, public, đúng không? Boom. Được chưa? Để làm việc. Tin. Ồ, tin. Để. Cứ giờ đi cho nó yên tâm. Này mới biết câu qua đi nè ha. À. Ở đây có em sẵn rồi nè ha, có chiếc tình tập test đưa thẳng cái em cho rồi nè. Query. À. Nhớ chọn cái bắt kịp là java if dot position nha, java if dot position query q bằng em chấm relay query và câu query này mình viết theo dạng là chuỗi thôi, select nhớ nét pin nó có hỗ trợ đấy nha, ô from account vào mà nhấn account nè, coi cho kỹ nè, có auto complete trong cái chuỗi luôn, cái kinh á này có nét pin nó mới chơi được thôi nè. Ồ where ô chấm thấy không ra nè ha, username bằng hai chấm u and ô chấm password bây giờ kinh long bằng hai chấm p, đây là câu gì vẫn có hàm số luôn ha. Rồi sau đó là mình sẽ làm cái gì đây à, cái này hồi xưa là bên bên thằng
Sprint là không có nha, này mới có đó. Rồi quy chấm set parameter quy chấm set parameter v và return quy chấm get xin get single result các cùng. Có nghĩa là nếu quy mà get à xin lỗi cái này không phải chơi này nữa các bạn. Trai cái này dùng thầy chút xíu nữa. Nó trường hợp mà nó query có nó còn báo exception nữa các bạn. Cái gì? Thì bên dưới tên, nãy giờ thầy mới nói xong mà. Cas position ha. Thì ở đây thì cái as.bin các cây và sau đó các bạn ghi tên for thì thầy luôn. Chỗ này nè, thực ra thì có cái vấn đề nằm ở chỗ là nếu cái câu query các bạn không trả về record thì chỗ này nó sẽ báo lỗi chứ không có so sánh báo exception, nên tốt nhất là mình try catch bắt luôn. Nếu mà exception thì return false sẽ là đăng nhập thất bại luôn. Đó, nó là như vậy đấy các bạn. Và đây là minh họa câu truy vấn ha. Rồi, vô Java này làm cái phần login trước nè. Đầu tiên là new standard deployment director web.html SEO controller chạy đầu tiên ha. Welcome file list. Welcome file. Controller. Và controller mình chạy lên là cho về trang login nha. Nên là chỗ này mình sẽ là new trang login.jsp. Đúng không? Login. Rồi xóa index chấm này đi. Đưa vào thêm hai trang login fail và index. Login fail và trang index.jsp. Rồi, đây. Thì chỗ này của mình á là đầu tiên các bạn đi vô trang index trước đi ha, vì là index. Rồi chỗ này H1 và ghi welcome đi, nó nhanh gọn. Rồi, trang login fail. Thì các bạn cái trang index thì dễ rồi ha, nó bị fail á, invalid username hoặc password. Vậy thôi. Invalid username. Cho chữ này lên màu đỏ luôn. Style đúng không ta? Style color 2.red. Làm cái form login ở đây, này chưa có làm form login. Form controller method bằng form div username input name bằng username. Password input style bằng password, name bằng password và chỗ này là input style bằng submit, name bằng a và tiêu bằng login. Control là serverless nha, là control là
vn.htest.serverless VNet. Rồi, này thì đơn giản và gọn nhẹ rồi các bạn. Xóa những cái thừa đi. Rồi, rồi ha. À, ở đây mình mới có một cái pin ha, ha cần EJP. Đúng không? Account PZ local. Account PZ local. Private product project local. Rồi chỗ này là string và request get parameter if a A bằng luôn là login ha, ta nhớ là A bằng luôn là login nha. Hãy đổi á. À, set form .send redirect để trang là login .env L switch A K login default ha. Thì đối với cái login mình nhận được username với password with parameter username in the request get parameter password đúng không, và if đúng không account first account local chấm chết chấm thiếu rồi các bạn, account first mình khai báo này ha, xin lỗi qua này có cái check login bỏ vào account first local giùm thầy với, thầy quên xin lỗi các bạn nha, cái này thầy quên cắm bỏ vô đây, đó là bằng phải không, có cái phần khai báo hàm á, đây này các bạn, đây này các bạn, phần khai báo hàm là từ sau cái public thôi, bỏ qua. Được chưa? Bỏ qua cái file business interface cao thời gian local. Cái gì? Cái gì? Trang nào? Rồi đây này là test login nè ha, username password mới đúng nè, thì chuyển về trang test form chấm request ha, cái này phải request nè,
Get the web dispatcher. Đi về trang index.php. Power. L. L là login sai đúng không các bạn? Thì đi về trang login fail. À. Đây là cách viết này ha. Viết hai cái hàm này xong thì chúng ta copy nó. Trường hợp này á thì các bạn là phải để vào trong cái product project local. Và các bạn thấy không? Trong product project local thì ngoài hai cái hàm của mình chúng ta còn một loạt hàm phía trước này nữa. Những hàm này code nó sẽ nằm trong cái abstract project. Và mình chỉ thừa kể lại thôi nha. Chú ý cho kỹ nha. Code của những hàm này là trong abstract project. Mình thừa kể lại thôi. Rồi viết thêm ra đây. Và về sau này á, các bạn thấy là trong cái bin, cái project của mình này, ha, cái session bin của mình này, ha, mình sẽ viết rất là nhiều method ở đây xử lý nghiệp vụ. Và do đó chúng ta mới có thêm cái khái niệm gọi là solid. Tách ra những cái nào mà nó cùng chức năng thì tách ra những cái project riêng, những cái session bin riêng, chứ không phải gom hết tất cả một cục lại đâu. Cái nào em? Không cần override, mình cẩn thận mình đưa vào. Còn cái override này á là optional thôi, chứ không phải bắt buộc trong Java. Nguyên tắc là mặc định là override. Có thêm annotation thì mình đọc mình dễ hiểu hơn thôi. Đúng rồi. Hồi xưa em học Java em đâu có annotation này đâu. Hồi đầu em học override đâu có annotation. Khi mà đọc đến bài annotation thì này mới giải thích mà đưa thêm annotation thôi chứ. OOP không bắt buộc. Cái bài override là cái bài cái annotation override là học đến cái phần mà annotation thì mới nói, còn trước đó đâu có bắt buộc đâu. Option thích thì để, không thích thì thôi. Không bắt buộc ha. Rồi. Còn hàm nào nữa không ta? Hết rồi đúng không? Những hàm cơ bản là xong rồi đó. Còn cái hàm mà file my id á, bạn coi cho kỹ trong cái abstract project nè. Bên entity bin á, bên cái thằng position á, hàm file là nó chỉ có cái hàm file thôi nha các bạn, đưa vào entity class với id, đưa vào tên cái class với id. Thấy chưa? Rồi, như vậy là xong nha. Bây giờ á thì bây giờ chúng ta trong cái trang index nè, mình hiện cái product lên. Trước khi mà hiện product lên, đúng không? Thì chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải đi về controller chuyển cái danh sách product qua để hiện lên. Chuyển danh sách product qua là gì? Request.set attribute. Đúng không? Product. À, product đúng không? Local.file. Hiện hết chưa đã? Rồi sau đó muốn tìm tiếp. Cái tìm này á nó sẽ rất là khác so với cái filter nha. Filter là chuyện khác, tìm kiếm là chuyện khác nha. Rồi, xong rồi thì mình run thử nè. À, nhầm. Có biết thầy nhầm gì không? Rồi, lít chuột mặt vô đây. Clean and build. Và sau đó là run. Thầy nhấn nút run là chạy web không, nó sẽ bị sai nha. Ra nhấn nút run không đúng. Rồi, quang nè. Đấy nó ra rồi đúng không? Bắt lại nè, nhập quang 123 nè. Nó báo sai. Thấy chưa? Quang 1 ok. Thấy không? Rồi, chỗ này nè ha, trước cái rất lít cho cái search nè ha.
thì cái sệt này mình để trong cái deep đi. À, chỗ này mình sẽ có là name form ha. Form action mình cần chọn là method ở get này ha. Thì chỗ này mình có cái name input, lỗi input name mà em thoảng viết sai cái tay đến hồi chạy hồi tập lâm hết. À, rồi input input cũng được, để button cũng được ha, button tài mà submit đúng không? Thì à, chỗ này mình sẽ cho nó là là chỗ này bằng input tài cũng được, button cũng được ha, sao cả. À, thì mình có cái name về mình search vậy thôi ha. À, nhưng mà ủa sao mày có được không các bạn? Button thì không được tại vì nó thiếu mất cái name. Đúng không? Name vô nó ra không? Name bằng A. Nó có gửi với chuỗi name A bằng sệt không? À, thôi đổi bằng cái input đi, cho chắc ha. Input. À, value bằng sệt ha. Rồi, để đi các bạn. Ăn ha. Và khi bạn có cái search này rồi nè, bạn có cái này bạn nhấn nút search này đúng không? Thực ra bạn vẫn có thể là về dùng jQuery ha, à, dùng Java với jQuery chặt cái test trên cái name cũng được, đỡ mất công phải nhấn thêm cái nút gõ chữ là nó xuất hiện luôn, nó trải nghiệm người dùng nó tốt hơn, nhớ không? Nếu làm thật á nên dùng jQuery đưa vô. Rồi controller thì mình sẽ nhận được cái gì đây các bạn? À, cây login thì mình gọi là cây search đúng không? Thì đối với cây sệt này nè thì chúng ta sẽ nhận được cái gì các bạn? Thì cái name đúng không? Thì gắn bằng request get parameter name. Và đối với cái name này thì đấy cái trang cái phần phía trên này thôi các bạn. À, thì lúc này á mình sẽ không phải là file own nữa mà file by name. Copy qua bên này. Đây, update right. And đúng không? ID bằng đô la đóng mở ngoặc nhỏ hai tầm chấm này. Giữa này là cái chữ. Update right ha. À, xin lỗi thầy muốn coi lại bên cái index cái chữ update right của thầy là thường chữ hoa như thế nào nha. Đây nhớ là update right viết cho đúng nè. À, này ha, A bằng update right là viết cho đúng chữ hoa chữ thường. Rồi như vậy làm xong thì mình đi tạo cái trang update right thôi. Lít chuột phải vô qua new CSV update right đúng không? Và trong cái trang update right này thì nó chỉ có cái field là update right thôi các bạn. Update right. Không. Đúng không? Control là method bằng false. Rồi input input type bằng hai định, name bằng id, value bằng mình chuyển bên kia qua là root đúng không, mình chuyển ngầm thôi, id mình đâu cần thiệt đến đâu đúng không, cái này là deep. Thì chỗ này mình sẽ là gì, đó là right input input name bằng right value bằng
rốt chấm rạc, được không? Và cuối cùng là tiếp input type bằng mid ha, name bằng a, value bằng đây đúng không? Này là xong rồi đúng không? Rồi đất cần chôn là à cái update. Thì trong này mình sẽ đọc được hai giá trị đúng không? ID với là write là string ID bằng request get parameter. Đúng không? ID ID mình truyền qua bằng hidden đúng không? Và write string write gắn bằng request get parameter. Đúng không? Right. Và sau đó mình gọi là product local.update write integer.packin. Xong update xong thì chạy về đâu các bạn? Chạy về index. Chạy index là chạy bằng cách nào? Index lúc này nó sẽ là không có chạy về được index luôn á, không có đường chạy về index luôn. Sao? Tại vì cái cây net thì đã login mà không chạy được với net thì làm sao việc chạy net lên các bạn? Đơn giản thôi. Cái này, hai dòng này là của net nè. Top vô, thả xuống đây. Xong. Đấy à, mình không có mấy cái cây đó thì thôi thì mình cứ việc đọc dữ liệu cho rồi gọi trang index ra thôi.